chào cả nhà nha. Chiều hôm nay là thứ bảy, thì sau 2 ngày mà có cái phiếu để phát cơm cho những người đang có giữ cái phiếu trên tay, thì chiều hôm nay mình muốn chia sẻ cái phần tiền này của hai chị em Thúy Anh Nguyễn với Vân Anh Nguyễn, để mà gửi đến mỗi người là 30.000. Rồi bây giờ đi, hiện tại bây giờ quý cô bác ngồi đây rất là đông. Con đứng đây đi, con đứng đây đi để cô con phát tiền đi. Thu phiếu con phát là người 30.000 rồi. Đứng đây. Rồi. Cô cho con thu phiếu, cô chú đứng đi. Rồi. Dạ. Rồi rồi cô đứng về cô. Cảm ơn cô. Dạ. Mấy cô ơi. Thôi mấy cô đưa mấy chú đứng dậy là con không phát đâu đó nha. Ở đây Phan, vô đây. Cho chú này ra đi. Rồi, lấy ghế dẹp vô nhà giùm đi. Rồi đem cho nãy nghe con đem cho hai ông bà ở ngoài kia đi, lấy cái phiếu lại không? Lấy hai phiếu lại ông bà đi xe lăn ngoài đó con. Nãy nghe nè, bây giờ đứng dậy là con không có phát đó nha. Rồi, của con đi ra. Đi ra. Đem dẹp mấy cái ghế vô nhà hết giùm đi. Khoan, không có giấy không có được chú ơi. Rồi đưa cho bé 30. Nhanh lên cơ. Giờ mấy cô chú ngồi xuống con hết. Bây giờ quý cô bác ngồi tại chỗ, ví dụ con kêu người nào đứng lên thì đứng lên giùm, con chặn một đường cho đứng lên. Cảm ơn các cô. Chú nhìn đi ạ, bay bà bầu nữa đây. Bao từ 3 vé 60.000 đó. Đó. Rồi. Không có đi làm từng lớp bây giờ mới như ấy nữa rồi đây. Rồi. À, khoan đi, đứng sát vô trong đó thì mời chú đứng dậy, đứng dậy. Chú đứng dậy. Rồi. Khoan kia nha. Rồi. Giờ chú đứng dậy đi lên, phát đi con. Giờ nào phát phiếu lại? Dạ 6 giờ chiều chú. Dạ. 6 giờ mới lại mai. Dạ dạ. Dạ 7 giờ sáng mai. Dạ. Rồi, nguyên hàng ấy cô này đứng dậy, nguyên hàng trên nè. Rồi. Dạ. Rồi. Nè lấy có một phiếu thôi, đưa 30.000. Đi ra. Rồi. Đi ra. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ cô đi.
Kiều, Thanh Kiều. Dạ, cảm ơn. Thanh Kiều. Dạ. Sáng không có lạnh cơm, buổi sáng. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ. Quay về cảm ơn này. Cảm ơn. Dạ. Đây nha cô. Anh đi vô 4 cặp luôn, món xe luôn. Đó. Rồi, cô. Đi ra đây, chú đi ra đây. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, rồi chị. Không có phiếu không? Dạ, dạ không, dạ không cô. Rồi. Dạ, chúc sức khỏe cô nha. Dạ, cô đi ra đường này luôn đi. Dạ, chúc sức khỏe cô chú. Dạ. Rồi, kêu lên. Cái này của đứa bé nào rồi, của ai vậy? Hả? Dạ. Thấy đông quá quảng. Cô đi ra cô xong rồi cô. Dạ. Dạ. Ê chị, chắc phải sao không đủ, không sao không đủ tiền. Rồi giờ chị đi con, trả lời cảm ơn đi mấy cô ơi. Dạ chị vô đây. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn anh. Rồi cảm ơn chị. Sao để ướt vậy đó hả? Đã giặt đồ hả, sáng nó quên. Hai ông bà ha. Rồi đi ra, đưa 60 cho ông bà luôn. Đi ra đường này cô chú. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi cảm ơn chị nha. Đi ra đường này đi. Dạ 6 giờ chiều cô. Rồi 6 giờ chiều cho phép. Dạ cho bác đi đường này, bác đi đây. Dạ. Dạ dạ. Dạ bác đi đây. Rồi cảm ơn. Gửi lời cảm ơn giùm với mấy cô ơi nha. Nhìn vô máy rồi. Cô lên lên cô. Mai có trả lại. Dạ cô 6 giờ chiều cô. 6 giờ chiều cô lấy phiếu không? Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn chú. Dạ. Cho vị cho tay chào ấy. Cảm ơn. Cảm ơn. Để là chạy. Cảm ơn gì? 6 giờ. 6 giờ. Dạ. Rồi, chào chị. Cảm ơn. Đi ra đây này. Rồi. Chào cô. Dạ, chào cô. Rồi, xin chào cô. Cảm ơn nha chị, mấy cảm ơn nha. Cảm ơn cô.
chào chị. Cảm ơn con. Chào chị. Rồi. Chào anh. Rồi, cảm ơn hết. Dạ. Chào chú. Dạ. Dạ, chào chú. Dạ. Chào cô. Chào. Dạ. Rồi, chào em chị. Rồi, chào anh nha. Dạ. Dạ. Rồi. Giấy còn. Giấy đâu? Rồi. Chào đi. Rồi đây. Chào cô. Dạ 6 giờ chiều vậy. Giấy đâu? Giấy đâu? Chào chú. Chào. Chào chị. Một phiếu. Một phiếu à, đi ra chị. Rồi. Chào anh. Dạ cảm ơn. Rồi chào chú. Dạ. Rồi chào, chào chào chị. Rồi chào em nha. Rồi chào chú. Rồi ra đây luôn chú. Dạ cảm ơn. Dạ chào chị. Dạ cảm ơn chị. Chào chú. Dạ chào chú. Rồi cảm ơn nha. Dạ dạ chào chú. Dạ chào chị nha. Rồi chào con. Chào chị nha. Dạ chào chị nha. Dạ. Cảm ơn nha chị. Dạ chào chị. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi, chào cô. Cảm ơn cô. Dạ chào chị. Rồi, chào chị. Cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chào chị. Xong. Rồi. À dạ. Xin chào cả nhà. Thì sau khi mình phát một cái số tiền của dân anh Nguyễn, thì anh Nguyễn thì còn lại 7,5 triệu, nhưng mà mình phát chưa hết, bây giờ còn lại số tiền là 6,5 triệu, nhưng mà bây giờ còn lại bao nhiêu đây, thì một hồi nếu mà ai còn phiếu thì mình sẽ tiếp tục phát nữa. Và qua đây thì cũng xin rất cảm ơn chiều hôm nay thứ bảy, thì cũng cảm ơn cô Thúy Anh Nguyễn với Vân Anh Nguyễn, hai chị em, và chúc sức khỏe hai chị em luôn có cuộc sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha cả nhà. Thì mọi người đông quá. Mọi người đông quá, mình ngợp, mình sợ luôn. Rồi bây giờ cái bắt đầu mình tiếp tục phát mọi người 30.000, cái đợt này là tới sau nữa. Rồi. Dạ cô bước tới con. Cảm ơn anh chị. Cái phiếu đâu rồi? Xin cảm ơn anh từ thiện cho tiền giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều lắm. Dạ chúc sức khỏe cô nha. Dạ chúc sức khỏe chú nha. Dạ. Cảm ơn. Còn chị với số đi vô nó kìa. Đi ra ngoài rồi vậy. Rồi, chúc sức khỏe chị. Mai lấy phiếu mới cho cô. Có phiếu mới, lấy phiếu mới vô cho chị đi. Lấy phiếu mới cho cô. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Rồi, chúc sức khỏe chị. Rồi, chúc sức khỏe chú nha. Rồi, chú chúc khỏe chú. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe chị. Dạ, chúc sức khỏe. Rồi, chúc sức khỏe chị. Mời cô. Dạ, chúc sức khỏe chú nha. Dạ. Dạ rồi.